Khánh Vân lọt top 21 Miss Universe, Lan Khuê top 11 Miss World, fan đừng quá khắt khe về giải vô. Mặc dù Khánh Vân và Lan Khuê đều in tộc tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế nhưng vẫn có ý kiến quá khắt khe với họ về giải vô. Nhìn lại hành trình gần 2 thập kỷ các chiến binh của Việt Nam lần lượt mang chung đi đánh xứ người tại các đấu trường sắc đẹp danh giá như Miss Universe, Miss World với nhiều lần 2 tiếng Việt Nam được kêu tên vào vị trí top 21, top 11, top 5 đầy tự hào. Ấy vậy mà, hậu thi thố, khán giả vẫn tỏ ra vô cùng khắt khe và thậm chí khước từ sự cố gắng của các cô gái với nhận định thẳng thừng, in tộc nhờ vé vượt. Gần đây nhất chính là việc Khánh Vân được gọi tên ở top 21 và trở thành thí sinh nhận được lượt vượt cao nhất trong lịch sử 69 năm qua tại Miss Universe. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến xét nét về thành tích của Khánh Vân vẫn đang dừng lại ở mức độ bình chọn chứ chưa phải là tự lực cánh sinh. Được biết, trước thềm các cuộc thi sắc đẹp diễn ra, ban tổ chức luôn hé lộ phò mặt tại đêm chung kết cũng như việc đặt để các giải thưởng phụ vô cùng hấp dẫn. Trong đó, giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất sẽ được tiến thẳng vào top 10. Đối với Miss Grand International, hoặc top 25, top 20, đối với cuộc thi Miss Sủ Tờ Gia Nội Sano. Chỉ tính riêng 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất theo đánh giá của Global Business, Việt Nam đã có khá nhiều lần giành được hạng mục giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất, Mai Phương Thúy top 17 Miss World 2006, Đùi Phương Nga Tiểu Loan top 10 Miss Grand International năm 2018 và 2019. Trung Thục Quyên Khánh Phương cũng chiếm trọn tình cảm của khán giả khi in tộc tại Miss Sủ Tờ Dạ Nảy Sần Nổ vào năm 2009-2017. Trong khi các quốc gia sừng sỏ về đường đua sắc đẹp họ không hề phân biệt cũng như không có ranh giới nào về việc in tộc nhờ vé vượt hay không. Bởi lẽ suy cho cùng, tất cả cũng đều là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những cô gái nỗ lực từng ngày từng giờ trên hành trình chinh phục giấc mơ hoa hậu. Có một hệ lụy luôn được đặt ra cho khán giả Việt đó là chính họ là người đã giúp Lan Khuê, Khánh Vân hay thậm chí Kiều Loan, Bùi Phương Nga có cơ hội tiến gần hơn với chiếc vương miện danh giá và ngay khi đại diện Việt Nam được vinh danh, cũng chính khán giả là người so đo, xét nét các chiến binh Việt một cách chưa có điểm dừng. Vì thực tế, thành tích top 11 của Lan Khuê hay top 21 của Khánh Vân không chỉ đơn thuần là một sự công nhận mà còn là một sự ghi nhận của hàng triệu fan sắc đẹp. Lan Khuê từng là cô gái cuối cùng trong top 11 Miss World 2015 tự tin sải bước ra sân khấu đêm chung kết. Cô gái dám mạnh mẽ để cao lòng tự tôn, chủ quyền dân tộc từng khiến mọi người phải nể phục. Đã gần 6 năm kể từ khoảnh khắc huy hoàng đó được gọi tên, mọi người vẫn đặt lên bàn cân so sánh về việc top 11 Miss World 2015 của Lan Khuê có nhỉnh hơn thành tích top 12 Miss World 2019 mà Lương Thủy Linh đã xác lập. Tương tự trường hợp của Khánh Vân. Với một cô gái dám đương đầu với mọi khó khăn và thách thức đi thi thố trong mùa dịch, có lẽ không nên quá hà khắc về top 21 hay top 21. Bởi lẽ, cái đích cuối cùng mà mọi người trông chờ vẫn là, Việt Nam đã được in tộc và Khánh Vân đã viết nên chuỗi thành tích 3 năm in tộc liên tục tại Miss Universe. Á hậu Kiều Loan. Không chỉ là dư âm về việc top 11 hay top 21 mà thậm chí cả Kiều Loan và Bùi Phương Nga cũng bị so sánh với Huyền My về tính hơn thua của ba nàng hậu khi họ đều cán đích ở vị trí top 10 Miss Grand International. Á hậu Bùi Phương Nga. Dù còn đó quá nhiều sự hà khắc, nhưng hy vọng những nguồn năng lượng tích cực nhất từ những fan sắc đẹp chân chính sẽ tiếp thêm lửa cho các thế hệ đàn em đang miệt mài mang trên mình giải sạc Việt Nam mang chung đi đánh xứ người. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.